dạo gần đây thì có rất nhiều anh chị hay điện đến bên em và hỏi là bên Hoàng Long có tấm pin mono hay không. Thế thì tấm pin mono và tấm pin poly là cái gì? Và cũng có rất nhiều anh chị chưa biết cái điều này. Thì trong video này thì tiện em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái phiên bản đèn pha công suất là 500W sử dụng hai loại tấm pin. Thì em sẽ giới thiệu và chia sẻ cho mọi người xem là tấm pin mono là gì và khi nào thì chúng ta nên lựa chọn. Và đồng thời thì Hoàng Long cũng sẽ cung cấp ra cho anh chị hai cái phiên bản để dễ dàng cho anh chị lựa chọn, cũng như là công bố cái mức giá bán hiện tại luôn. Và không để anh chị phải chờ lâu thì ngay bây giờ em sẽ bắt đầu video này. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu và chia sẻ với anh chị thì là hiện tại trên thị trường hiện nay thì có hai công nghệ chính để chúng ta làm tấm pin năng lượng mặt trời. Công nghệ thứ nhất là tấm pin poly và công nghệ thứ hai là tấm pin mono. Poly tức là một cái tấm pin năng lượng mặt trời đa tinh thể, tức là nó làm bằng các cái tinh thể silic để nó tạo ra cái tấm những cái quang điện anh chị ạ. Thì nó là cái loại đa tinh thể, tức là nó không được tinh chất. Đấy, nói đơn giản là như thế. Và một loại nữa là loại mono, thì là những cái tấm pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể, đơn tức là một. Đấy, thì nó tạo đồng nhất ra từ một loại chất liệu màu đen. Đấy, là thì những cái tinh thể khoa học nó sẽ tinh khiết hơn. Đấy, thì hiểu đơn giản là một loại là đa tinh thể và một loại là đơn tinh thể anh chị ạ. Thế thì trên thị trường nó có hai loại như thế. Thì cơ bản trước đây thì tất cả những cái đèn năng lượng mặt trời thì hay sử dụng là tấm pin poly, và những cái vùng nào mà nắng nhiều thì chúng ta sử dụng tấm pin poly rất là thoải mái và sạc, thậm chí nó còn nhanh hơn cả những cái tấm pin đơn tinh thể như thế này. Tuy nhiên thì một số cái vùng mà nó hay mưa hoặc là ít nắng, ví dụ như miền Bắc hoặc là những cái vùng mà nó ở trên đồi núi cao chẳng hạn, thì cái thời gian nắng ban ngày của nó không được nhiều, thì anh chị có thể nghiên cứu sử dụng thêm lên cái tấm mono. Tuy là cái tấm mono nó có ưu điểm hơn nhưng ngược lại thì giá thành của nó lại cao hơn anh chị ạ, do đó thì nó cũng chưa được sử dụng phổ biến trong cái ngành mà đèn năng lượng mặt trời. Còn những cái ngành mà công nghệ điện áp mái thì nó đã được sử dụng rất là lâu rồi, bởi vì những cái dòng mà điện áp mái thì cái giá thành chi phí nó rất là cao. Thì như anh chị đã biết thì về cái nguyên lý hoạt động của đèn năng lượng mặt trời nó rất là đơn giản. Đầu tiên là ánh nắng sẽ chuyển hóa vào cái tấm pin này, và tấm pin này sẽ giúp là chuyển hóa ánh nắng thành điện, sau đó cái dòng điện đó sẽ được nạp vào trong chiếc đèn. Thì ở trong chiếc đèn này nó có một cái hệ thống pin lưu trữ anh chị ạ. Thì ban ngày nó sẽ tích điện và buổi tối thì cái hệ thống điện đó sẽ phát sáng qua cái thông qua cái hệ thống chip LED. Thì đấy là cái nguyên lý cơ bản của chiếc đèn năng lượng mặt trời. Thì như vậy thì tấm pin là một trong ba cái bộ phận rất là quan trọng, và đánh giá xem là cái đèn nó hoạt động có hiệu quả không thì nó cũng dựa rất nhiều yếu tố là vào tấm pin anh chị ạ. Thế thì trước đây khi mà anh chị tìm hiểu thì đa số các đèn năng lượng mặt trời trên thị trường thì là hay sử dụng là cái tấm pin poly, tức là nó có cái màu xanh như thế này. Thì em đã chuẩn bị hai cái tấm pin để cho anh chị dễ hình dung. Thì bên tay phải đây là tấm pin poly và bên tay trái của em là cái tấm pin mono. Đấy, thế thì đa số trước đây thì hay sử dụng cái tấm pin này. Tuy nhiên do cái thời gian gần đây thì có rất nhiều anh chị hay quan tâm đến cái tấm pin mono, và cũng rất hay hỏi là bên Hoàng Long là có cái mẫu đèn năng lượng sử dụng tấm pin mono hay không. Thế thì để đáp ứng được nhu cầu của anh chị thì hiện tại là bên em đã triển khai thêm một cái phiên bản nữa là sử dụng tấm pin mono. Về cơ bản thì trong cái điều kiện mà có nắng thì hai cái tấm pin này hiệu suất là ngang nhau. Tuy nhiên nếu mà trời nó mưa hoặc là những cái vùng mà nó ít nắng, ví dụ như là vùng miền núi, nó có thể bị che khuất bởi những cái ngọn đồi, đấy, ngọn núi thì nó sẽ ít nắng hơn và cái thời gian nắng ban ngày nó sẽ ít, thì chúng ta có thể sử dụng cái tấm mono thì cái hiệu suất sạc của nó sẽ cao hơn anh chị ạ. Cái mẫu này thì nó chỉ hiệu suất sạc cao hơn trong điều kiện là thiếu nắng. Đấy, còn nếu điều kiện có nắng giống nhau thì em khẳng định là hai cái tấm này như nhau. Và cũng rất nhiều anh chị hỏi rằng là như vậy thế thì cái tấm poly này sử dụng có tốt hay không, thì em cũng trả lời là cái mẫu này hiện tại là em đã bán khoảng độ tầm 3-4 năm nay rồi, và chắc chắn là nó sẽ phải tốt anh chị ạ. Nếu không tốt thì chắc chắn là khách hàng không còn tin tưởng sử dụng đến cái thời điểm bây giờ nữa. Mẫu này vẫn sử dụng rất là tốt và cái hiệu suất sạc của nó vẫn là dư và thoải mái đáp ứng cho cái đèn công suất này 500W này. Đấy anh chị ạ. Và nếu anh chị nào mà quan tâm và chúng ta đang muốn sử dụng cái mẫu đèn 500W đèn pha dạng như thế này thì tiện em cũng sẽ tư vấn cho anh chị luôn. Với những cái mẫu đèn công suất cao và độ sáng mạnh thì anh chị nên lắp vào những cái diện tích rộng, và đặc biệt là chúng ta nên lắp ở ngoài trời. Thì với những cái đèn pha 500W đây là đèn pha chính hãng mang thương hiệu công ty Hoàng Long, thì khi anh chị mua hàng anh chị để ý là nó sẽ có mã hiệu là HL8500T và có logo Hoàng Long ở giữa. Đấy, cũng như là ký hiệu IP68 và tiêu chuẩn chống nước IP68 và công suất là 500W ghi rất là rõ ràng.
thì cái phiên bản đèn này sẽ phù hợp cho anh chị lắp ở ngoài trời, diện tích từ 300 đến 400 mét vuông thì chúng ta sẽ sử dụng phiên bản này. Như vậy là trên đây em đã đưa ra cho anh chị hai cái phiên bản để chúng ta có thể lựa chọn cho cái mẫu đèn pha 500W này. Đấy, thì tất cả nó đều có thể đáp ứng sạc bình thường và ổn định cho chiếc đèn này. Tuy nhiên thì nó sẽ phù hợp với từng vị trí địa lý của mỗi gia đình khác nhau. Và tất cả các sản phẩm này đều được bên công ty Hoàng Lâm bảo hành chính hãng trong vòng 2 năm anh chị ạ. Có tem phiếu bảo hành, khi mà anh chị mua thì sẽ có cái phiếu bảo hành như vậy. Đấy, chúng ta yên tâm là hàng chính hãng. Và các thông số kích thước thì bên em cũng đều công khai rất là rõ ràng ở trên video hoặc là trang web của công ty Hoàng Long. Đấy, thì anh chị có thể tham khảo thêm. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Nếu anh chị nếu có bất kỳ câu hỏi nào thêm thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với công ty theo số điện thoại là 0865 999 515, hoặc là truy cập vào trang web hoanglongsolar.com để chúng ta có biết thêm thông tin chi tiết. Và một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.